Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông xuất thân là chiến sĩ của sư đoàn 320, trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong quân đội. Năm 2007, ông được thăng quân hàm đại tướng và giữ cương vị bộ trưởng quốc phòng từ 2006 đến 2016. Ông từ trần tại nhà riêng ngày 11 tháng 9 năm 2021, ông được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1971, khi đó ông đang giữ chức vụ trung đội trưởng Ngày 11 tháng 2 năm 1971, ông trực tiếp chỉ huy một tiểu đội, đẩy lùi một đại đội địch, có máy bay yểm trợ, tiêu diệt 38 tên, riêng ông diệt 8 tên. Hai ngày sau, địch lại tiến công lên chốt, ông bị thương, cấp trên cho lui về tuyến sau nhưng ông xin ở lại chiến đấu. Ông nhờ đồng đội tháo nắp 17 quả lựu đạn, cho túi đeo quanh người, nhờ y tá băng và treo cánh tay trái cho đỡ vướng, rồi dẫn đầu tiểu đội xung phong đánh tạt sườn quân địch, phối hợp đơn vị bạn diệt gọn một đại đội địch, riêng tiểu đội do ông chỉ huy diệt 37 tên, bắt một tên, thu được hai súng.